Xin chào quý vị và các bạn. Hồi chiều nay ngày 19 tháng 9, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 25 km một giờ. Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ nay cho đến đêm mai 20 tháng 9, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng từ 80 đến 170mm, có nơi trên 300mm. Nhiệt độ ngày mai ở Trung Bộ sẽ không cao, trưa chiều từ 27 đến 30 độ tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 28 đến 32 độ ở Đà Nẵng đến Bình Thuận. Từ hôm nay 19 tháng 9 đến 21 tháng 9, mực nước đỉnh lũ tại sông Cả Nghệ An, thượng lưu sông Mã Thanh Hóa và các sông nhỏ lên mức báo động 1, báo động 2. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3. Đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Còn tại Bắc Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng cường độ và diện mưa. Ngày mai cục bộ có nơi mưa to với nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.